Chào mừng các bạn đã quay lại với chuyên mục học thành ngữ tiếng Anh qua video clip cùng Anh Ngữ Thiên Ân. Trong chuyên mục kỳ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu thành ngữ Get It xuất hiện trong một phim hoạt hình The Get It. Giờ đây chúng ta sẽ cùng xem đoạn phim có chứa câu thành ngữ này nhé. Please don't make me go. You can keep homeschooling me. Tell you everything I know. No more argument, okay? We've discussed this ad nauseum. What's ad nauseum? You don't know? Wow, looks like someone needs school. Good morning, Miss Stevenson. Who can tell me what 3 + 3 is? Everyone knows it's 6. Barry, can you stand up, please? Can you tell me what 57 multiplied by 135 is? Okay. 7,695. The square root is 87.7. And change. Now, what does ad nauseum mean? I listen to the wind of my soul. I think your niece may be gifted. I've sat upon the setting sun. Như vậy, câu thành ngữ này có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ cùng xem bộ phụ đề tiếng Việt để hiểu hơn về nó nhé. Bộ phim The Gifted kể về cô bé có tên Mary, một cô bé có khả năng đặc biệt về toán học. Cô hiện sống với người cậu của mình là Frank. Sau khi mẹ của mình qua đời, mẹ cô cũng là một người có khả năng đặc biệt về toán học. Theo di nguyện của mẹ mình, thì mẹ cô bé muốn Mary có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, không bị ảnh hưởng bởi khả năng đặc biệt này. Trong đoạn trailer, chúng ta có thể thấy ở trên lớp, cô giáo Stevenson của Mary đã ra một bài toán hóc búa cho cô bé và cô hết sức bất ngờ khi cô bé đã giải được. Ngay sau đó, cô giáo đã gặp ngay người cậu của Mary và nói cô bé chắc hẳn là một gifted. Như vậy, gifted có nghĩa là gì? Từ này trong tiếng Anh có nghĩa là một năng khiếu và khả năng đặc biệt mà ít ai có được. Hay nói cách khác, đây là một thiên tài. Như vậy, Colic ở đây có nghĩa là gì? Chúng ta hãy cùng xem lại phụ đề tiếng Việt để hiểu hơn về nó nhé. Tại địa điểm này, Rapunzel đã chạm trán rất nhiều tên cướp